Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Tốt Sao Hoa. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây thì đoàn làm phim Tình Lạc Ngân Thành Đường đã lên tiếng cho biết là họ đang dốc sức để mời cặp đôi Linh Tu Phú Phụ là Đặng Luân và Dương Tử tái hợp trong dự án của họ và nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả và được fan gán ghép nhiều nhất đó chính là chàng Húc Phượng Đặng Luân và nàng Cẩm Mịch Dương Tử trong Hương Mật Tựa Khỏi Xương. Từ sau tác phẩm nổi đình nổi đám trong mùa hè 2018, Dương Tử Đặng Luân trở thành một cặp đôi hot của màn ảnh Hoa ngữ. Bất cứ động thái nào của hai người cũng bị fan hâm mộ quan tâm và chú ý cao độ. Quả thực thì hai người rất đẹp đôi trên màn ảnh. Hơn nữa cả hai cũng đều rất trẻ nên việc bị gán ghép là điều khó tránh. Khi khán giả đang mong đợi vào lần hợp tác mới của họ sau Hương Mật Tựa Khỏi Xương, thì mới đây phía đoàn làm phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường lên tiếng cho biết đang toàn lực mời Linh Tu Phu Phụ Dương Tử và Đặng Luân. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Người này cho biết Hương Mật, Đường Phèn và Tinh Đường, ba bộ phim Hương Mật Tựa Khỏi Xương, Lê Hấp Đường Phèn và Tinh Lạc Ngưng Thành Đường hy vọng sẽ có cuộc hội tụ lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thế giới quan của Hương Mật, câu chuyện tứ giới vẫn sẽ tiếp tục. Dàn diễn viên chính của Tinh Đường đến từ Hương Mật là Đường Phèn, mọi người cổ vũ giúp tôi nào, mời Linh Tu Phu Phụ trở lại. Tôi vẫn kiên trì với những gì tôi nói, nỗ lực lớn nhất để mời hai người họ về. Tôi nhất định sẽ tìm Dương Tử và Đặng Luân, mọi người đừng lo lắng. Bạn có mong muốn cặp đôi này sẽ tái hợp một lần nữa hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới comment nhé. Và đừng quên chúng mình là Tốt Sao Hoa, hãy ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày.